hiểu biết mỗi ngày, không ngừng học hỏi. Xin chào các bạn, trong video này chúng ta cùng tìm hiểu tại sao virus COVID lại có nhiều biến thể, biến chủng như thế nhé. Trong nội dung chính chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung sau đây. 1. Khái niệm thế nào là virus và cách gây tổn thương đến tế bào. 2. Biến chủng, biến thể là gì, và nguyên nhân hình thành như thế nào. 3. Liệu tiêm vaccine có chống lại được những biến thể mới hay không? Nếu như bạn quan tâm đến những nội dung trên thì video này là dành cho bạn. Đầu tiên chúng ta cùng đi tìm hiểu thế nào là virus và cách gây tổn thương đến các tế bào nhé. Virus là ký sinh trùng siêu nhỏ, thường nhỏ hơn nhiều so với vi khuẩn. Chúng thiếu khả năng phát triển và sinh sản bên ngoài cơ thể vật chủ. Tuy nhiên, một khi virus lây nhiễm vào một tế bào nhạy cảm, nó có thể điều khiển bộ máy tế bào tạo ra nhiều virus hơn. Chúng là loài sinh vật duy nhất không thể sinh sản mà không có tế bào vật chủ. Điều này làm cho nó hoàn toàn phụ thuộc vào vật chủ ký sinh. Vậy virus corona là gì? Virus corona là một họ virus lớn gồm nhiều chủng loại virus ảnh hưởng đến hệ hô hấp của động vật có vú, bao gồm cả con người. Cách thức virus tổn thương đến mô như nào? Đầu tiên, sau một vài ngày chúng ta bị nhiễm virus Covid, chúng sẽ xâm nhập vào tế bào để nhân bản. Lúc này thì hệ miễn dịch sẽ phản ứng lại để chống lại kẻ ngoại lai bằng cách xuất phát một đội quân miễn dịch tràn vào hai lá phổi để dọn dẹp các tế bào đã bị virus xâm nhiễm, cũng như sửa chữa các mô phổi bị tổn thương nếu như hệ miễn dịch hoạt động một cách trơn tru thì chúng chỉ hoạt động ở khu vực bị virus xâm chiếm tuy nhiên trong một vài trường hợp hệ miễn dịch lại hoạt động thiếu kiểm soát và các tế bào miễn dịch này sẽ càn quét bất cứ thứ gì ngáng chân chúng không cần phân biệt địch hay ta kể cả những mô khỏe mạnh chúng đều tiêu diệt chính vì vậy bạn sẽ bị tổn thương nhiều hơn thay vì giảm nhẹ tổn thương trước đó bởi chính các tế bào miễn dịch từ đó tình trạng viêm nhiễm lại chuyển biến nặng hơn khi các mô phổi bị tổn thương dần tăng lên sẽ dẫn đến tình trạng suy hô hấp lúc này bệnh nhân không thể thở và cần đến sự trợ giúp của máy thở kể cả bệnh nhân có được chữa trị thì vẫn có thể sống với hai lá phổi bị tổn thương vĩnh viễn covid tạo ra những lỗ vết sẹo trên phổi nguyên nhân chính là do sự không được kiểm soát của chính hệ thống miễn dịch nếu quá nhiều sẹo thì phổi sẽ mất khả năng hô hấp ngoài ra viêm sẽ làm lớp màng giữa phế nang và mạch máu dễ thấm dễ dẫn đến tràn dịch phổi bị nặng thì phổi của bệnh nhân bị ngập trong chất lỏng và không thể thực hiện chức năng trao đổi oxy đây là nguyên nhân chính mà bệnh nhân tử vong virus có hình dạng và kích thước khác nhau và chúng có thể được phân loại như sau xoắn ốc virus khảm thuốc lá có hình dạng xoắn ốc hình cầu hầu hết các loại virus động vật đều có hình dạng này hình phong bì một số virus bao phủ bản thân với một phần được sửa chữa của màng tế bào tạo ra một lớp vỏ lipid để bảo vệ chúng bao gồm virus cúm và virus hiv ngoài ra các hình dạng này có thể được kết hợp với nhau tạo ra các hình dạng của virus không theo tiêu chuẩn nào cả Vấn đề thứ hai chúng ta tìm hiểu là biến chủng, biến thể virus là gì? Chúng ta có thể hiểu đơn giản như sau, những thay đổi về bản chất trên bộ gen được gọi là biến thể. Sau khi biến đổi thì có những biểu hiện cụ thể, rõ ràng thì gọi là biến chủng, một chủng mới khác với chủng ban đầu. Ví dụ như hiện tại có 4 biến thể SARS-CoV-2, có nghĩa là bộ gen của COVID đã thay đổi 4 lần, theo thứ tự lần lượt là alpha, beta, gamma và delta. Trong đó, biến thể delta được coi là nguy hiểm nhất, là chủng lây nhiễm chủ đạo trên toàn cầu vậy tại sao lại có những biến thể mới virus đột biến theo thời gian là một quá trình bình thường mỗi khi virus lây nhiễm cho ai đó nó sẽ tạo ra hàng nghìn bản sao của chính nó nhưng đôi khi thông tin mà nó đang sao chép bị sai và một chút mã di truyền có thể bị thay đổi hoặc bị hoán đổi hầu hết thời gian những sai lầm nhỏ này không gây ra tác động gì nhưng đôi khi chúng thay đổi cách thức hoạt động của virus thế là từ đó những biến thể được hình thành Tuy nhiên, có những biến thể làm cho virus lây lan khó hơn hay thậm chí là chết yểu do không thoát nổi khỏi tế bào chủ được. Nhưng những biến thể giúp virus xâm nhập và lây lan nhanh hơn mới là biến thể sẽ tồn tại và dần dần thay thế các chủng virus ban đầu. Và mấy ngày qua nhân loại đã chứng kiến Sars-CoV-2 hoành hành như thế. Và vì sao mà biến thể Delta lại trở nên nguy hiểm đến thế? Những thay đổi đối với mã di truyền của biến thể Delta đã ảnh hưởng đến protein đột biến ở bên ngoài của virus. Nó được gọi là đột biến kép vì nó có hai thay đổi lớn hai thay đổi này cho phép biến thể Delta liên kết với nhau dễ dàng hơn. Chính các đột biến này giúp virus trốn tránh khả năng miễn dịch tự nhiên, cũng như có đề kháng cao hơn với vaccine và phương pháp điều trị bằng kháng thể. Người nhiễm biến thể này mang tải lượng virus ở khoang mũi lớn gấp 1.000 lần so với người nhiễm các chủng virus SARS-CoV-2 trước đó, và có khả năng lây nhiễm nhanh hơn từ 40% đến 60% so với biến thể Alpha được phát hiện lần đầu tại Anh. Đó là lý do khiến Delta dễ lây lan hơn và tốc độ lây lan nhanh đến thế. Vấn đề thứ ba, các loại vaccine COVID hiện nay có chống lại các biến thể virus corona mới này được không? Theo các chuyên gia, điều quan trọng cần nhớ là vaccine luôn có tác dụng bảo vệ cơ thể trước virus này và cho đến nay, không có biến thể nào có thể đánh bại vaccine. Chìa khóa cho phép kiểm soát dây chuyển lây nhiễm đó là tiêm đủ hai liều vaccine để chống chọi với biến thể Delta. Số liệu nghiên cứu từ chính phủ Anh cũng chỉ ra rằng, nếu tiêm đủ liều vaccine COVID-19 có thể giảm đến 96% khả năng phải nhập viện và 79% nguy cơ nhiễm bệnh có triệu chứng do biến thể Delta. Trong trường hợp tiêm chưa đủ liều, khả năng bảo vệ kém hơn nhiều, chỉ ở mức 35%. Vì vậy mỗi người cần tiến hành tiêm chủng vaccine COVID-19 càng sớm càng tốt khi có cơ hội. Song song đó cần phải thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Nội dung của video xin được dừng ở đây. Nếu thấy hay thì ủng hộ mình một sắp để làm các video tiếp theo nhé. Xin chào và chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả.